ai xách cái tượng thần Ngô Kiến Huy đi rồi. Thần nào mà đầu hối làm sao mà khấn đây trời. Ok cho tao nghe. Mau nói tiếp đi Thám Mã Phi Tinh. Dạ kính chào ban giám khảo, kính chào quý vị khán giả, kính chào anh Tiến Lực. Thì không giấu gì, xem chương trình thách thức danh hài trên TV thấy hay hay, em quyết tâm thi liền. Hải Đăng, Hải Đăng. Ai kêu tôi vậy trời? Chờ tía theo cùng tía phụ mày đi thi. Trời hỡi, có chắc ăn hồng đó nghe ông nội. Mày vẫn hoài nghe con tía của mày cũng có duyên à. Chắc không? Sao không chắc nè? Chắc phải không? Chương trình năm nay của MC Tiến Lực, còn giáo khảo vẫn là danh hài dễ mến Trường Giang, cùng danh hài đẹp trai có tên gọi Bá Trần Thành. Hay ra chào sân, dễ thương năng lượng thanh xuân. Hai lát người hợp lý không? Lát nữa diễn phải vui hơn chào nha. Chứ đang chào là tình cảm lắm rồi đó, thiện cảm lắm rồi đó. Đó, hình như có đi diễn đâu, đi diễn. Dạ, tụi em chuẩn bị. Dạ, anh thấy em chắc là em phát tờ rơi, mấy chương trình anh làm em phát tờ rơi. Rồi chuẩn bị đi. Hay quá. Chịu, đầu tư chịu. Có đầu tư dù chỉ 60 giây. Tươi quá tươi. Tươi quá tươi. Dây. Tươi quá tươi. Võ Đồng Sơ hả? Phải vui nha, tôi là tôi đang chuẩn bị cười đó. Được chưa? 60 giây bắt đầu. Tuấn Mã, mau dừng lại Tuấn Mã. Ta thấy không xong rồi. Nghe lời ta. Tuấn Mã ơi, một mình ngươi hãy phi mau về báo hung tin cho quân ta được rồi. Đi đi, đi đi Tuấn Mã. Sao không chịu đi? Đi đi. Trần ta đây đã vùi thay trong gió bụi quang. Đấu về được. Đấu về được, ra bị địch bắn luôn. Ra luôn. Trời ơi, địch ác vậy sao con ngựa cũng bắn nữa. Bắn ông tướng sao bắn ngựa luôn. Duyên. Mà bây giờ nè, tôi cho các bạn lại cái tình huống này nha. Con ngựa chưa kịp đi nữa là có một trận cười nữa. Bạn leo lên lưng đi. Diễn liền, tôi nói tới đâu diễn tới đó. Rồi diễn, y giai thoại nãy, diễn. Tuấn Mã, dừng lại, ta cảm thấy không xong rồi. Đừng xuống, đừng xuống, đừng xuống. Đứng đây luôn. Rồi, nói. Ta cảm thấy không xong rồi Tuấn Mã ơi. Tiếp luôn. Bây giờ, nói y lại câu đó. Nói lại y câu đó. Tuấn Mã ơi, một nói mình lại câu vừa rồi, nói lại đúng cái câu ta không xong rồi. Ta không xong rồi Tuấn Mã ơi. Một lần nữa. Ta không xong rồi Tuấn Mã ơi. Một lần nữa. Ta không xong rồi Tuấn Mã ơi. Mã hớt xuống. Ta không xong rồi. Tôi không xong rồi. Bây giờ tôi mới không xong nè. Là một trận cười nữa rồi. Đúng không? Đúng không? Em cứ ta không xong rồi thì báo đi ông nội, tôi mới không xong nè. Đúng không? Là một trận cười nữa rồi. Nhưng mà cái này hay quá. Con ngựa vừa ra ngựa đi luôn. Chịu, vui, hợp lý. Đầu tư nghiêm túc. Diễn to rõ, chắc thoại, hợp lý. Rất thích hai bạn. Cặp này như có đi diễn rồi sao? Em xin lấy đạo cụ. Tuần này hay là tuần khác? Dạ tiếp luôn. Ừ. Đấy, tiếp tiếp nội dung cũng tiếp mà tiếp mà. Dạ. Dài lắm, người ta còn nhiều chỗ cười lắm. Còn đô hay rồi. Quá. Chuẩn bị có ngựa khác thế ngựa này đúng nữa nè. Đúng đô cải lương là đúng cười đô cải lương là cười điên luôn á. Mà ngựa xui ha. Đâu, chuẩn bị có ngựa khác là thế ngựa này. Giờ qua kiếm rồi đó. Hay quá, hai người này hay quá. Rồi, khi nào xong báo nha. Rồi, 60 giây bắt đầu. Đã có kiếm báo trong tay. Thám Mã Phi Tinh đã đi thám thính tình hình. Trận chiến này nhất định ta sẽ thắng. Cấp báo, cấp báo, cấp báo. Điều chi? Thưa chủ tướng, thần gió sương bao ngày không ngừng. Chi hùng năng sang cải giặc để thăm dò. Giặc ngàn đường xa xa thân
nói tiếp đi Thám Mã Phi Tinh. Trời ơi, gặp được Quế Dân rồi. Hay quá, tuyệt vời. Ông Tứ Quân xàm dễ trời xàm. Bao nhiêu người ta kia. Hồi nãy ông Thanh Xuân, ông rút cái kiếm là tôi muốn cười rồi. Vì sao? Cái miếng đó rất là cũ, nhưng cái mặt diễn rất nghiêm túc. Cái mặt của ông quá thật. Cái mặt rất là thật. Rút diễn rất nghiêm túc. Là tôi thấy tôi đã mất cười rồi. Nhưng mà nó chỉ mém thôi. Trời ơi, chém cái ruột đi luôn. Năm tuần là thằng này chết 5 lần. Trời ơi, duyên quá duyên. Trời ơi, nói cho tao nghe. Hả? Nó chết rồi. Có âm thanh nữa chứ bộ. Hay quá, hay. Quá đầu tư. Có đầu tư. Bấm đi. 60 giây bắt đầu. Trong trận chiến này nhất định ta sẽ thắng. Cấp báo, cấp báo, cấp báo. Điều chi? Thưa chủ tướng, quân giặc cách cổng thành 2 dặm, khí thế ngút trời. Lui. Dạ. Quân giặc 20 vạn, còn quân ta chỉ có 2 người. Cấp báo, cấp báo, cấp báo. Điều gì nữa? Quân địch cách cổng thành 1 dặm chính, khí thế ngút trời. Thôi hả mày? Trời ơi. Điếc rồi. Vậy vậy chứ? Dạ. Chẳng lẽ ta chết tại đây sao? Phải rồi, đây chính là mũi tên thần của thần Ngô Kiến Quy đã trao tặng. Chỉ cần một mũi tên bắn ra có thể tiêu diệt hàng vạn quân giặc. Thần Ngô Kiến Quy. Năm ngoái để cái tượng Ngô Kiến Quy, năm nay sao để cái tượng giống quả bóng vàng chi đan quá vậy? Nhưng mà leo lên đây rồi chắc cũng không phải là thường đâu, cũng thần thánh lắm. Đúng vậy. Xin thần chi đan hãy cho con sức mạnh để tiêu diệt giặc. Thôi. Cấp báo, cấp báo, cấp báo. Điều chi? Thắng Mã Phi Tinh. Cái ba là ăn hên đó nha. Đáng lẽ là bạn phải tưởng tượng. Trời đất ơi, nó quăng được cái miếng thần Hồ Kiến Quy hay à, cái Hồ Kiến Quy xém cười. Trời ơi. Đây, đây là thần tiễn thần Hồ Kiến Quy đưa cho ta. Chỉ cần lại thần, thần sẽ truyền sức mạnh. Bắn cái tên này, hàng vạn quân địch sẽ chết. Hay quá. Hỡi thần Ngô Kiến, trời ơi. Ai xách cái tượng thần Ngô Kiến Quy đi rồi. Thần nào mà đầu hối làm sao mà khấn đây trời. Bao nhiêu trò chơi. Trời ơi. Ông kia ra sao đúng không? Rồi. Khi nào bấm nhớ nói. 60 giây bắt đầu. Quân bị đâu? Nội bất xuất, ngoại bất nhập. Kẻ nào trái lệnh đem ra đây ta xử. Cấp báo, đã điều... bắt được quân gian tế. Mang vào đây. Dạ. Trời ơi, nặng quá vậy. Trời, trời ơi. Vậy trời ơi. Rồi, nó vô. Đi vô, cái mày nặng vậy. Ăn như heo. Trời ơi trời. Ra luôn đi bà nội ơi. Bà mở mặt ra cho ta xem. Nè. Lộn tụn rồi. Dạ, bắt lại. Nhanh lên. Dạ, có liền. Hết giờ rồi kìa. Đã chiến thắng vang dội. Cái bà này là giang tế. Lại là bà. Giang tế à. Bà mới là giang tế. Đề nghị chém bà liền. Còn cái bà lao công thần thánh đang đứng đâu phải. Bà xuất hiện mỗi mặt trận. Bà này ra chưa cười. Bà kia đang đứng lao nhà. Ông này hốt ra luôn. Mà quan trọng là bà dậy. Bà dậy. Thông minh. Trời ơi. Hồi nãy là cười rồi, chưa cười chắc không dám đốc Khương lên luôn. Đốc Khương đang ngồi trên hình. Đúng không? Thiệt. Tụi này nó có cái coi như là cái sự mà thâu tóm thần thánh thiệt.